Kính thưa quý vị, thời gian qua, truyền hình pháp luật đã có bài phản ánh về một số bất cập trong hoạt động công chứng dẫn đến số lượng các vụ án tranh chấp về văn bản công chứng vẫn còn nhiều. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức xét xử theo thủ tục phúc thẩm đối với vụ án tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố vô hiệu hai văn bản công chứng của Phòng Công chứng số 3 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cho thấy những lỗ hổng trong hoạt động công chứng vẫn còn và cần sớm được khắc phục. Liên quan đến bản di chúc và hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Huệ được lập tại Phòng Công chứng số 3 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2015, thời gian qua đã gây nên nhiều tranh cãi không chỉ trong dư luận mà kể cả giới chuyên gia về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi của cụ bà 87 tuổi với nhiều tiền sử bệnh lý trong người. Bố đã bị căng xương rồi, bị tiểu đường thứ 2, rồi thiếu máu mạng. Tất cả những cái đó đối với một người già thì nó vô cùng là ảnh hưởng tới sức khỏe, mà nhất là những cái bệnh mạch máu và bệnh tiểu đường thì nó lại ảnh hưởng tới cái động mạch ở trên não. Nhưng mà rõ ràng là trong cái hợp đồng của bà là bà đã nói với con cái là làm cái nhà nó được thực sự, giải thích thế nào thì tôi không hiểu, nhưng mà rõ ràng sau khi đã ký cùng ký với các con các cháu rồi, sau đó bà phải đảm bảo. Thì cái đó là một cái mà cái người mà hoàn toàn bình thường mà cũng là sống là rất là đạo đức, tất cả con cháu của cụ rất thương, nhưng mà tại sao mà đến giờ đó là cụ lại làm cái động tác như vậy, thì cái đó là nó là một cái rối loạn về trí nhớ. Sau quá trình thu thập, nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa cũng như các kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên vô hiệu bản di chúc do Phòng Công chứng số 3 công chứng vì vi phạm nhiều điều khoản luật định. Trong đó, phải kể đến là việc căn nhà đã được bán một nửa vào trước đó 12 năm, nhưng Phòng Công chứng vẫn công chứng bản di chúc có nội dung định đoạt toàn bộ cả căn nhà. Hội đồng đã không xem xét đến cái những cái lời giải thích mà tính chất chuyên môn của hai vị giám định viên có mặt tại phiên tòa trong suốt quá trình xét xử, những cái cơ chế liên quan đến việc là xác định có một người có đủ năng lực hành vi dân sự hay không ấy thì đã được giải thích rất là rõ tại phiên tòa. Tuy nhiên là những cái lời giải thích đó, những cái lời khai của giám định viên thì hầu như là tòa án không xem xét và không ghi nhận để đưa ra cái quyết định này. Trong khi mà cụ 87 tuổi nha, mang trên người đủ thứ bệnh, rồi là bà là chết vì nhồi máu não, tôi rất là bức xúc và tôi sẽ tiếp tục đi tìm cái sự thật, cái sự đúng đắn về pháp luật ở những tòa cấp cao hơn. Một bản di chúc được công chứng sau 5 năm đã bị tòa tuyên vô hiệu, khiến không ít người lo ngại về những lỗ hổng trong nghiệp vụ đang tồn tại ở một số tổ chức hành nghề công chứng. Và câu hỏi đặt ra lúc này là làm sao để có thể hạn chế việc những văn bản sau khi công chứng lại bị tuyên vô hiệu hay có nguy cơ dẫn đến tranh chấp về sau. Được biết, phía nguyên đơn cũng đã tiếp tục có đơn xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án trên vì cho rằng không chỉ riêng bản di chúc mà cả hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất lập cùng ngày cũng vi phạm luật định. Đồng thời, phía nguyên đơn cũng cho rằng tại thời điểm lập văn bản công chứng, bà Huệ đã không còn minh mẫn, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, nên các văn bản trên không thể hiện đúng ý chí của bà Huệ.